Hello, xin chào mọi người, xin chào mọi người đã quay lại góc nuôi cá của mình. Đó, trời cũng tối rồi, 7 giờ tối rồi bạn. Đó, mình ra mình quay video bạn xem. Vợ mình cho ăn rồi, bây giờ mình ra mình thăm cá nè bạn. Đó, do mình đi làm về trễ quá đó, nên vợ mình cho ăn rồi. Đây dòng HP Retro. Hôm nay mình sẽ nói tới vấn đề là mình cách mình nuôi cá đó, nước là tạo cho nước trong đó, ít thuốc cặn đó, vẫn làm cho cá khỏe nha bạn. Đây bạn thấy nước của mình không, trong vắt luôn các bạn. Đây bỏ vài cái lá bàng vô nữa nè đó. Cái nguyên nó do mình bỏ cát, nhờ mình có bỏ cát vô các bạn đó, cái cát nó lọc nước nó trong nước nè, nó tạo cho cá cái môi trường tự nhiên đó. À, các bạn thấy không, phân cặn nó nằm lấy ở lắng ở dưới cát hết đó. Bây giờ thấy cát sạch sẽ không đó. Cái bể này mình 4-5 tháng rồi đó, mình chưa thay nước hay mình hút cặn gì hết bạn đó, nhưng nước vẫn trong đó, bụi bẩn thức ăn thừa hay phân cá gì nó nằm nó lấy lắng ở dưới cát các bạn đó. Nuôi bằng cách này thì cá rất là khỏe đó, giống cái môi trường tự nhiên á đó. Cái bể mấy bể này cho dù mình cho ăn không cho ăn cả tuần đó, nó vẫn kiếm được thức ăn nhờ dưới đáy á, có mấy con trùng chỉ rồi mấy con ký sinh ở dưới đất, nó bao ở sống ở dưới đất á, nó ăn đó, nó giống môi trường tự nhiên đó. Làm cá phát triển rất là nhanh đó, khỏe. Nên là thấy không? Phân cặn nó bám nó tụ vào một mảng nhỏ nhỏ thôi, cát nó sẽ phủ lên đó. Đây cá mình rất là khỏe nha bạn. Đa số mình nuôi thùng xốp hay là nuôi cái bể kín thì mình vẫn bỏ cát vô đó các bạn. Nếu có than, nếu có bạn có than đá hay là cái cục lọc gì các bạn bỏ vào đó, phân nó sẽ tụ, đặc điểm nó sẽ hút phân hay tụ phân vào dưới mấy cục than đá nha các bạn đó. Nếu mình bỏ cát thì phân nó sẽ nằm ở dưới cát đó, cát sẽ nổi lên trên, đằng lên trên đó. Đây đây là một cái bể mình không bỏ cát nha các bạn đó, phân nè, phân với thức ăn thừa bùn bẩn nè, con cá không dám nằm lặn dưới đấy đó các bạn đó. Cá lúc nào do mình chưa có thời gian mình thay á đó, ở dưới đáy bùn bẩn thì mấy con cá nó lúc nào nó cũng nổi trên mặt nước đó ha, các bạn thấy không, do ở đấy nó dơ đó. Các bạn này thấy không, cá lúc nào nó nằm dưới đáy nó bơi tung tăng thế bạn. Đây qua thùng xốp mình nuôi bằng bằng cát mà. Đây đây là dòng coi rách ri bông bên xe của mình đó, các bạn thấy không? Không có một thấy một cái miếng phân hay bùn cặn bã của con cá mà đó, cá lúc nào nó cũng bơi dưới đáy đó, nó ăn đó. Nước ở trong vắt luôn nha bạn. Mình nuôi cát này có lợi nhất là con cá nó không ăn lại cái phân thừa của thức ăn thừa nha bạn, nó ăn lại thức ăn thừa thì nó rất là dễ bệnh đó, nấm hay là vi khuẩn nó sẽ bám vào thân cá đó. Nó còn có cái cát này thức ăn với lại phân thừa con cá nó sẽ hút ở dưới đấy các bạn. Nói bạn các bạn tin bạn làm thử mình cỡ tầm cỡ 2-3 tháng vậy, các bạn moi dưới đấy lên thì thấy một lớp bùn đen lùi các bạn đó, ở trên mặt trên thì mặt cát nhìn rất là sạch sẽ đó. Có mấy con trùng chỉ là nó nằm ở dưới nó ăn. Giống môi trường tự nhiên cá rất là khỏe nha các bạn. Nước nó trắc rất là trong đó. Này, cá bơi lội rất là khỏe các bạn. Này đây nha, đây HP Blue đó nha, phân nó chỉ bám vào góc nhỏ đây bạn đó, đa số là thấy cát các bạn đó, nó nằm dưới đáy luôn các bạn đây nha, sạch sẽ dần đáy sạch sẽ thôi. Mấy con cá mình sẽ tối nó nằm ở dưới đáy, nó bơi lặn lội ở dưới đáy các bạn đó.
còn mà cái nền là dơ, phân thức ăn thừa nhiều quá thì lúc nào nó cũng nó ngủ trên mặt mà mặt nước, là nó bơi trên mặt nước thôi. Đó. Nuôi kiểu này thì ít bệnh, đó. Đỡ tốn công mình hút nước rồi thay cặn rồi các bạn. Mấy bể này mình nuôi khi nào bán hết cá sạch sẽ lúc đó mình mới hút nước thay nước đó, rửa bể các bạn. Còn thôi mình để nuôi hoài luôn các bạn. Đó. Rất là lợi. Đây. Bể này mình cũng bán hết rồi. Đó, bây giờ nước trong vắt luôn các bạn. Phân được không thấy luôn các bạn. Đó. Có những cái sinh đó, cá này nó nằm dưới đấy nó ngủ thôi các bạn. Thấy chưa? Đó. Đây. Bởi vậy nuôi thùng xốp hay mình thay lại một lớp cát vô. Đó, nó lọc nước nè. Đó, nó hút cát, nó hút cái phân và thức ăn thừa xuống dưới đấy mặt cát đấy bạn. À, rất là hay. Đó. Đây. Dòng lòng đỏ nó mưa tầm tã nó bây giờ nó nằm dưới đáy không các bạn. Thấy chưa? Bạn để ý không? Giờ đáy sạch đó là cá sẽ nằm dưới đáy, nó ngủ dưới đáy các bạn. Mấy cái bể này mình toàn 4 5 tháng mình chưa thay luôn đó. Đó. Một năm mình cũng không thay luôn. Đó, để vậy nước vậy nên nó trong hòa vậy đó các bạn. Nuôi vậy rất là hiệu quả. Đó. Tạo cho con cá một môi trường tự nhiên đó. Đó, cá rất là khỏe. Đó, mấy cái dòng mà mình không bỏ cát dưới đấy thấy dơ, nó nằm nó nổi trên mặt nước đó. Nước rất là trong. Đây. Mà thấy không? Thấy chưa? Cặn rồi bả. Đó, cá nổi trên mặt nước, nó nổi trên mặt nước thôi mà. Đây Bluetooth bắt mình. Đó. Có nhiều bạn thích không bỏ cát cũng được, bỏ than đá đó, than đá nó cũng hút phân với lại thức ăn thừa vào than đá nhận lọc nước, nó làm cho con cá cũng khỏe nha bạn. Đó, đây mình bỏ cát, nó bỏ cát thì nó tạo môi trường tự nhiên hơn đó. Đây là bí quyết nuôi cá nhờ khỏe, ít tốn công thay nước, nó hút cặn đó, nhưng mà cá vẫn khỏe, cho dù không cho ăn cả tuần đó, cá nó vẫn tự tìm thức ăn cho nó được các bạn. Đây. Thôi video mình tới đây là hết các bạn. Đó, bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh các bạn. Thôi xin tạm biệt các bạn.